Trong chương trình Sức khỏe cho mọi người hôm nay, thứ Tư, ngày 4 tháng 9 năm 2019 của Đài Truyền hình Trà Vinh, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự phản ánh về nỗi lo và các biện pháp phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết hiện nay ở huyện Trà Cú. Sau đó là nội dung phỏng vấn lãnh đạo Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Trà Vinh. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Các bạn, Trà Cú là huyện xảy ra bệnh sốt xuất huyết nhiều nhất ở tỉnh Trà Vinh kể từ đầu năm 2019 đến nay. Từ đó đã gây ra nhiều nỗi lo cho người dân ở huyện này, nhất là đối với những gia đình có người bị bệnh sốt xuất huyết. Vì theo nhiều người dân, khi có con em trong gia đình bị bệnh sốt xuất huyết mới thấy được sự nguy hại của dịch bệnh này. Hôm nay, trong chương trình Sức khỏe cho mọi người, trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự phản ánh về các biện pháp phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết ở huyện Trà Cú. Được sự hướng dẫn của Trung tâm Y tế huyện Trà Cú, chúng tôi đến thăm ấp Sòi Sim, xã Ngãi Xuyên. Đây là một trong những địa phương ở huyện Trà Cú xảy ra nhiều ca bệnh sốt xuất huyết nhất từ đầu năm đến nay. Tại đây, chúng tôi được giới thiệu gặp chị Cao Kiên Hồng Cúc, là một trong những gia đình có con bị bệnh sốt xuất huyết vừa được xuất viện. Theo chị Cao Kiên Hồng Cúc, trước đây gia đình chị cũng được nghe nhiều về sự nguy hại của bệnh sốt xuất huyết và được tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết, nhưng chị rất chủ quan trong công tác phòng ngừa. Đến khi con trai lớn của chị năm nay 10 tuổi bị bệnh sốt xuất huyết nặng phải đưa vào nhập viện điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh, chị mới thấy lo sợ với nguy hại của căn bệnh này và từ đó gia đình chị Cao Kiên Hồng Cúc mới tuân thủ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết. Em có đứa con năm nay 10 tuổi, nó vừa bị sốt xuất huyết hết, cũng sợ lắm. Lúc trước ở nhà thì cũng có lăng quăng rồi qua xã này kia tuyên truyền á, cho nên mình về mình cũng xúc máy này kia sạch sẽ đừng cho có lăng quăng. Có lăng quăng là có bệnh cho nên con mình cũng bị rồi mình cũng sợ. Cho nên hy vọng bà con cũng mình biết cách để mà tiêu diệt lăng quăng để cho con cháu mình đừng có bệnh. Cũng có suy nghĩ giống như chị Cao Kiên Hồng Cúc, còn có bà Kiên Thị Trường cũng ở ấp Sòi Sim này. Bà Trường cho biết trước đây bà cũng rất chủ quan phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết, thường xuyên chứa nước mưa để sinh hoạt trong gia đình mà không có cách diệt lăng quăng. Đến nay, mặc dù gia đình bà chưa có người bị bệnh sốt xuất huyết, nhưng thấy cả xóm có nhiều người bị bệnh phải nhập viện điều trị vài ngày mới khỏi. Nếu phát hiện điều trị trễ, có thể dẫn đến tử vong, nên bà Trường rất lo sợ và từ đó bà cũng có ý thức hơn trong công tác phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết sợ lắm, mình phòng ngừa bơm nước, mình hứng nước mưa mình phải đậy nắp đàng hoàng, không có lăng quăng. Xài nước phải xúc rửa mỗi ngày. Nghe bệnh sốt xuất huyết sợ lắm. Theo số liệu báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Trà Cú, từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện Trà Cú đã xảy ra trên 350 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Bệnh sốt xuất huyết xảy ra nhiều nhất là ở các xã Luân Nghiệp Anh, Ngãi Xuyên, Tân Hiệp và Ngọc Biên. Đây là huyện có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết cao nhất so với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Riêng trong tháng 8 vừa qua, huyện Trà Cú đã có 40 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 7 ca so với tháng 7 trước đó. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hồng Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trà Cú cho biết, trong thời gian gần đây, mặc dù bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện có chiều hướng giảm so với trước đây, nhưng dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp. Hiện tại, bệnh viện huyện đã có trên 10 trường hợp trẻ bị sốt cao nhiều ngày đang được theo dõi điều trị bệnh sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết á, năm nay ở Trà Cú cũng xuất hiện tương đối nhiều, thì chúng tôi cũng chuẩn bị rất là chu đáo. Thứ nhất là cái chỗ cơ sở thu dung điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết thì nó riêng biệt. Cái thứ hai nữa là đảm bảo thuốc, dịch truyền cũng đầy đủ trong cái điều trị, không để thiếu thuốc. Cái thứ ba nữa là chúng tôi tập huấn tại chỗ rồi gửi tuyến trên trong cái chẩn đoán điều trị sốt xuất huyết cho tất cả các y bác sĩ điều dưỡng trong chẩn đoán điều trị cũng như là chăm sóc. Nhất là cái tình hình sốt xuất huyết có nhiều diễn biến phức tạp á, thì bệnh viện chúng tôi, trung tâm á, cũng có thành lập cái nhóm điều trị sốt xuất huyết, tập trung những cái bác sĩ chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm trong cái chẩn đoán điều trị sốt xuất huyết để kịp thời tư vấn cũng như giải quyết tất cả các tình huống sốt xuất huyết nặng để liên hệ với tuyến trên khi có yêu cầu hội chẩn cũng như là hướng dẫn cho tuyến dưới
cũng như ở tại cộng đồng có cái xử trí kịp thời các trường hợp sốt xuất huyết, không để tình trạng nặng xảy ra. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Vĩnh Phước, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Trà Cú cho biết thêm, từ đầu năm đến nay, ngoài việc chủ động thực hiện công tác điều trị bệnh sốt xuất huyết có hiệu quả, khoa kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện còn kết hợp với các ngành chức năng, các địa phương trong huyện tổ chức tốt các biện pháp phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết. Cụ thể như đã tổ chức được hàng chục cuộc tuyên truyền về các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết nhằm nâng cao ý thức tự giác phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho mọi người, nhất là đối với những vùng đã xảy ra ổ dịch sốt xuất huyết, tổ chức phun xịt trên 40 lít hóa chất tiêu độc khử trùng, diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường ở 5 xã trong huyện đã xảy ra nhiều ca bệnh sốt xuất huyết. Chúng tôi đã tập trung với công tác tuyên truyền, nhất là tổ chức là xe lo cổ động phòng chống sốt huyết ở tất cả các địa bàn các xã thị trấn thì được 8 cuộc. Như là tập trung ở các xã mà có điểm nóng, tình hình mắc sốt xuất huyết tăng cao để mà nâng cao cái ý thức của người dân trong công tác phòng chống sốt xuất huyết. Cái thứ hai đó là phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về tập huấn về công tác truyền thông về công tác phòng chống sốt huyết cho các ban ngành đoàn thể, cộng tác viên với các y bác sĩ trên địa bàn huyện về công tác phòng chống sốt huyết. Trung tâm y tế đã thực hiện là kế hoạch là thực hiện là chiến dịch là mở chiến dịch diệt lăng quăng và phun hóa chất diện rộng ở địa bàn là 5 xã về công tác phòng chống sốt huyết, là tập trung ở 5 xã có số mắc cao là cái Lê Hồng Anh, Hải Xuyên, Tân Hiệp, Long Hiệp và cái Ngọc Biên, đã tổ chức là phun là 2 vòng. Theo dự báo của ngành y tế huyện Trà Cú, hiện nay đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa nên bệnh sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Trước tình hình đó, ngành y tế huyện tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Trong đó, một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu được đặt ra là phải tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, không để muỗi sinh sản. Bởi một thông điệp được ngành y tế đặt ra xuyên suốt trong quá trình phòng chống bệnh sốt xuất huyết là không có lăng quăng, không có muỗi sẽ không có bệnh sốt xuất huyết. Chúng tôi là sẽ phối hợp với cái chỉ đạo, phối hợp với trạm y tế các xã thị trấn, ban ngành đoàn thể là tăng cường cái công tác tuyên truyền truyền thông phòng chống sốt huyết, như là phát thanh trên loa đài, thứ nhất là, thứ hai là truyền thông nhóm, là tận dụng các ban ngành đoàn thể rồi đó, các là tập trung là tuyên truyền hội gia đình, tại hội gia đình và cộng đồng. Tiêu của mình là trong năm 2019 này là hay là hạn chế thấp nhất số ca mắc, không để xảy ra ca tử vong. Cũng theo ngành y tế huyện Trà Cú, trước dự báo bệnh sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, nên ngoài việc tích cực đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng, nhất là đối với các vùng đã xảy ra ổ dịch, thì Trung tâm Y tế huyện cũng đã có kế hoạch chuẩn bị tốt cho công tác điều trị tại bệnh viện khi có bệnh sốt xuất huyết xảy ra. Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trà Cú, hiện nay Trung tâm Y tế huyện đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị và cơ số thuốc điều trị bệnh sốt xuất huyết, với mục tiêu là sớm phát hiện điều trị kịp thời, không để xảy ra tử vong do bệnh sốt xuất huyết. Hiện nay á thì sốt xuất huyết á vẫn còn diễn biến rất là phức tạp. Thì chúng tôi á thì cũng tiếp tục không có lơ là trong cái công tác mà phòng chống cũng như là điều trị sốt xuất huyết. Ở tại trung tâm thì cái vấn đề mà cơ sở mà thu dung điều trị là lúc nào cũng sẵn sàng để phục vụ cho cái điều trị sốt xuất huyết. Cái thứ hai là thuốc, hóa chất cũng như dịch truyền là không để thiếu. Cái thứ ba là cái tập huấn thường xuyên cho cái tất cả bác sĩ, điều dưỡng là thực hiện tốt trong chẩn đoán điều trị sốt xuất huyết, không để tình trạng nặng mà dẫn đến tử vong, cũng như là phát hiện sớm những cái ca khó nặng, trao đổi học hỏi ở tuyến trên và cần thì chuyển viện kịp thời, không để xảy ra tử vong. Được biết hiện nay Trung tâm Y tế huyện Trà Cú cùng với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh đã và đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ 39 ổ dịch sốt xuất huyết đã xảy ra trên địa bàn huyện Trà Cú. Theo ngành y tế, nếu kiểm soát tốt các ổ dịch sẽ là yếu tố quan trọng để góp phần khống chế bệnh sốt xuất huyết, bảo vệ tốt sức khỏe cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, phần còn lại của chương trình Sức khỏe cho mọi người hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung phỏng vấn của bác sĩ Lý Trí Nghêu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Trà Vinh, xoay quanh về công tác giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết Trung thu năm nay. Xin chào ông Lý Trí Nghêu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Trà Vinh. Thưa ông, vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là nỗi lo đối với mọi người. Vậy thì xin ông cho biết là theo ông những loại thực phẩm nào sẽ gây hại nhất đối với sức khỏe của người tiêu dùng? Nói chung thì đa số thực phẩm đều có ích cho sức khỏe của người tiêu dùng. Thực phẩm chỉ gây hại khi chúng ta sử dụng thực phẩm không đúng, thực phẩm là bẩn, thực phẩm giả. Cụ thể là chúng ta sử dụng thực phẩm không đúng như là trong chế biến một số thực phẩm hay như cốc là cá, cá nóc, khi chúng ta sử dụng là chúng ta chế biến không cái đúng theo quy cách thì sẽ gây ra ngộ độc. Thứ hai là chúng ta sử dụng những cái loại thực phẩm mà chứa lượng dư cái lượng thuốc tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật như là rau củ quả, rồi thịt trứng vân vân, chứa nhiều chất phụ gia bị cấm lưu hành như khô các loại, rồi chả vân vân. Ngoài ra còn có cái rượu giả đã gây tử vong rất nhiều trường hợp trên khắp tỉnh thành cả nước. Trước tình hình thực phẩm mất vệ sinh an toàn ngày càng nhiều như hiện nay, thì công tác giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian qua của tỉnh ta đã được thực hiện như thế nào? Trong thời gian qua thì đối với tỉnh ta thì Ủy ban nhân tỉnh chúng ta đã thành lập cái ban chỉ đạo liên ngành, trong đó chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh làm trưởng ban, giám đốc Sở Y tế làm phó ban thường trực và các sở ngành làm thành viên. Thứ hai là Sở Y tế, trong đó là phó ban thường trực chỉ đạo cho cái Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Trà Vinh làm tham mưu giúp việc cho ban chỉ đạo, theo dõi báo cáo cho ban chỉ đạo, rồi chỉ đạo chính quyền thị xã thành phố thành lập ban chỉ đạo liên ngành của huyện thị thành phố do chủ tịch ủy ban nhân huyện làm trưởng ban, rồi chỉ đạo cho các cái xã thị trấn thành lập ban chỉ đạo liên ngành cấp xã do chủ tịch ủy ban nhân xã thị trấn làm trưởng ban. Thì các cái ban chỉ đạo liên ngành của các cấp đã trực tiếp chỉ đạo thanh tra, kiểm tra trực tiếp các cơ sở kinh doanh thực phẩm cho cấp mình quản lý. Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp phát tờ rơi, pano, áp phích, meeting, tuyên truyền nhiều bằng nhiều hình thức đến từng hộ dân, kinh doanh, người sản xuất, người tiêu dùng những thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng để nâng cao kiến thức cho người tiêu dùng, nhà kinh doanh, cũng như những tác hại do thực phẩm bẩn, kém chất lượng gây ra. Riêng trong dịp Tết Trung thu năm nay thì công tác vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được kiểm tra quản lý ra sao để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, thưa ông? Thì đối với Tết Trung thu năm 2019, thì ngay từ đầu tháng 6 năm 2019, thì Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Trà Vinh đã tham mưu cho Sở Y tế chỉ đạo đối với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019 cụ thể như sau. Thì thứ nhất là chúng ta chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu có dấu hiệu hình sự, đề nghị chuyển công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thứ hai là chúng ta chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu. Nội dung tuyên truyền cho các đối tượng cụ thể như sau. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thì thực hiện quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, quy định điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy định về bản đăng ký công bố, tự công bố sản phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm. Đối với người tiêu dùng thì hướng dẫn việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn. 3. Chúng ta thực hiện nghiêm cái chỉ thị số 13 ngày 9 tháng 5 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu về an toàn thực phẩm. 4. Là đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho lực lượng chuyên môn trong việc khám, cấp cứu và điều trị, điều tra, xử lý để kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Thì tại sao bắt đầu từ tháng 6 năm 2019
Thì vì đây là khoảng thời gian mà các cơ sở sản xuất lên kế hoạch sản xuất, tăng sản lượng sản xuất các loại thực phẩm như là bánh kẹo, nước giải khát nhân dân. Họ sẽ gia tăng việc nhập nguyên liệu để phục vụ sản xuất kinh doanh, nên bắt đầu từ thời gian này công tác tuyên truyền sẽ đạt hiệu quả cao, góp phần giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm thực phẩm ở mức thấp. Tiếp theo trong khoảng thời gian này, từ nay đến hết Trung thu, chúng tôi tăng cường công tác thanh tra trong phạm vi toàn tỉnh để kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm ngăn chặn các hoạt động gây mất an toàn thực phẩm làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Chúng tôi được biết là trong những năm gần đây thì trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều các loại bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá thành rẻ và chất lượng lại thường không đảm bảo. Đây cũng là nỗi lo của nhiều người tiêu dùng. Vậy thì vấn đề này sẽ được xử lý như thế nào thưa ông? Thì đối với vấn đề này thì chúng ta biết các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá bán ngoài thị trường nếu mà rẻ thì thường thường đây là những loại bánh không bảo đảm về chất lượng cũng như điều kiện an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Trà Vinh đã thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền để người dân hiểu và phối hợp với cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm. Trước hết, tuyên truyền vận động người bán hàng tuân thủ quy định, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, rồi vận động tuyên truyền truyền thông qua nhiều hình thức, đặc biệt với sự phối hợp của các thành viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Mặt trận Tổ quốc trong việc yêu cầu hộ kinh doanh chứng minh nguồn gốc sản phẩm thực phẩm đang bày bán trong cơ sở. Sau đó là vận động người tiêu dùng có ý thức tẩy chay thực phẩm bẩn, không nên ham giá rẻ mà tiêu thụ các loại bánh giả tiền, không có nhãn mác hoặc có nhãn mác nhưng không đúng quy định, góp phần tiếp tay cho các cơ sở làm ăn không tuân thủ được an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng đến chính sức khỏe của chúng ta. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện các hành vi sản xuất, kinh doanh các sản phẩm không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm để xử lý theo quy định, thì như là thu hồi sản phẩm, đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhân dân. Nhân đây thì ông có lời khuyên gì đối với người tiêu dùng khi sử dụng thực phẩm để đảm bảo được sức khỏe? Đối với người tiêu dùng thực phẩm thì chúng ta cần hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong tiêu dùng sản phẩm thực phẩm an toàn, đặc biệt là quyền khiếu nại, trách nhiệm, khai báo, tố giác các cái hành vi vi phạm an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm. Thứ hai là chúng ta phải tuân theo các hướng dẫn chọn mua, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn, hướng dẫn đọc nhãn mác sản phẩm thực phẩm. Các hướng dẫn này được đưa ra từ cơ quan chức năng và được phát trên hệ thống loa đài địa phương. Thứ ba là người tiêu dùng cần có thói quen từ chối các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ mua và sử dụng những sản phẩm thực phẩm bánh kẹo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nên kiểm tra kỹ nhãn mác điều kiện bảo quản thực phẩm, kinh doanh thực phẩm, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm bánh kẹo đã ôi thiêu, móc hỏng, hết hạn sử dụng. Xin cảm ơn ông. Tin rằng đây là những lời khuyên hữu ích đối với người tiêu dùng khi sử dụng thực phẩm để đảm bảo được sức khỏe. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình.